cùng mình thực hiện động tác One Arm Push Up và tiến trình từng bước một để có thể chinh phục động tác này. Để thực hiện được động tác One Arm Push Up thì đương nhiên ngực, vai và tay sau của chúng ta phải đủ khỏe. Và bài tập đầu tiên dành cho người mới bắt đầu đó là Incline Push Up. Bài tập này không quá nặng và chúng ta sẽ làm 4 set 15 rep. Bài tập thứ hai trong tiến trình của chúng ta đó là chúng ta sẽ thực hiện một động tác push up hoàn chỉnh và chúng ta sẽ làm 4 set 12 rep, nhớ là xuống thật sâu. Bài tập thứ ba trong tiến trình của chúng ta đó là onside elevated push up. Ở bài này các bạn sẽ làm quen dần đến việc chống đỡ một bên tay, tay còn lại chúng ta sẽ tì lên một vật cao hơn một chút và hãy cố gắng dồn toàn bộ trọng lượng sang bên tay còn lại. Bài tập thứ tư trong tiến trình của chúng ta đó là archer push up và chúng ta sẽ làm 4 set mỗi bên tay 5 lần. Nếu bạn đã đến được bước này rồi thì chắc chắn thực hiện One Arm Push Up chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ thực hiện một động tác One Arm Push Up hoàn chỉnh. Các bạn hãy nhớ là chúng ta sẽ thực hiện từng bước một để có thể đến được đây nha, không nhảy cóc các bài tập trong tiến trình. Điều đó sẽ giúp các bạn có một nền tảng thật là vững chắc. Chúc các bạn tập luyện hiệu quả nha.